Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá heo hơi sáng ngày thứ ba, ngày 18 tháng 4 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, Giá heo hơi tại nhiều địa phương ở thị trường miền Bắc và miền Nam tiếp tục có xu hướng tăng trong ngày hôm nay. Mức giá 53.000 đồng trên 1 kg ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc xuất hiện nhiều hơn. Giá heo mảnh ở thị trường miền Nam cũng tăng mạnh. Ghi nhận trong ngày hôm nay đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, phần lớn các địa phương đều tăng thêm khoảng 1.000 đồng trên 1 kg lên mức giá 48 cho đến 53.000 đồng. Rất ít khu vực có mức giá dưới 47.000 đồng trên 1 kg như trước kia đây là dấu hiệu phản ánh rõ giá heo hơi tăng đồng loạt chứ không phải tăng cục bộ như thời gian trước nữa. Ghi nhận một số địa phương ở khu đồng bằng Bắc Bộ có mức giá cao ngất ngường, đặc biệt là khu vực Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương hay là đối với tỉnh Thái Bình. Các địa phương này trong ngày hôm nay có mức giá bình quân từ 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg, tùy thuộc vào từng địa phương. Mức giá 53.000 đồng vẫn tập trung nhiều ở các tỉnh như Thái Bình, Hải Phòng, hay là trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Đối với các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc trong ngày hôm nay, mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg cũng xuất hiện nhiều hơn. Đặc biệt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ hay địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 52.000 đồng. Giá heo hơi ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc cũng có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là khu vực Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Nhiều địa phương đã đạt mức giá 53.000 đồng thậm chí trên địa bàn tỉnh Sơn La nhiều nơi còn báo giá 54.000 đồng trong ngày hôm nay. Khu vực Đông Bắc cũng không kém cạnh khi nhiều địa phương phổ biến mức giá 48 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang hay là đối với tỉnh Bắc Cạn. Lào Cai và Yên Bái trong ngày hôm nay cũng đạt mức giá từ 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg, bởi còn tùy thuộc vào chất lượng của từng đàn heo nữa. Thị trường miền Bắc có xu hướng tăng mạnh Tuy nhiên, đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung, giá heo hơi vẫn chỉ tăng cục bộ ở một số địa phương. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, giá heo tăng rõ nhất thể hiện ở hai địa phương là Thanh Hóa và Nghệ An. Mức giá cao nhất ở hai địa phương này là 51.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, nhiều nơi báo giá ở Nghệ An đã xuất hiện mức giá 52.000 đồng, đặc biệt là các huyện ở khu vực miền núi như Con Cuồng, Quế Phong. Phần lớn các tỉnh ở khu vực này vẫn có mức giá 47 cho đến 50.000 đồng. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay hầu như không có sự biến động, mức giá 47 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg, phổ biến nhiều hơn ở các địa phương này. Giá heo hơi tại các tỉnh ở thị trường miền Nam, Trung Bộ vẫn trên dưới 50.000 đồng trên 1 kg. Riêng hai địa phương là Quảng Nam và Đà Nẵng có mức giá trên từ 50 cho đến 52.000 đồng. Các địa phương như Phú Yên trong ngày hôm nay cũng phổ biến 50.000 đồng. Hai khu Bình Định, Khánh Hòa, giao động trong khoảng từ 49 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Sau nhiều ngày có xuống tăng giá thì trong ngày hôm nay, Tây Nguyên hầu như vẫn tiếp tục có xu hướng đi ngang với mức giá phổ biến từ 47 cho đến 52.000 đồng. Một số địa phương như Đắk Lắk hay Lâm Đồng có mức giá nhỉnh hơn so với các địa phương còn lại như Gia Lai, Còn Tùm và Đắk Nông. Đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, nguồn heo trong sân tăng chậm hơn Mức cao nhất trong ngày hôm nay là 54.000 đồng trên 1 kg. Mức giá này xuất hiện ở một số địa phương thuộc thị trường miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt, khu vực Cà Mau trong ngày hôm nay có mức giá rất cao, nhiều nơi báo giá 53 cho đến 54.000 đồng. Các địa phương còn lại như Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh hay là đối với tỉnh Hậu Giang có mức giá bình quân từ 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở thị trường miền Đông Nam Bộ, Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá 53.000 đồng trong ngày hôm nay. Các địa phương khác như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Cũng theo ghi nhận của Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, tổng lượng heo mảnh về chợ đầu mối Hóc Môn trong ngày hôm nay dao động khoảng 4.900 con. Giá heo mảnh có xu hướng tăng nhẹ thêm 1.000 đồng trên 1 kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, đối với heo loại 1 trong ngày hôm nay có mức giá từ 67 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Còn ghi nhận tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, đây là chợ đầu mối lớn nhất ở thị trường miền Bắc, lượng heo về chợ trong ngày hôm nay nhiều. Chính vì vậy mà đã làm chậm đà tăng giá heo hơi tại chợ trong ngày hôm nay. Chi tiết hơn, giá heo hơi được cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay đồng loạt có xu hướng tăng. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều nơi báo giá phổ biến 52.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương phổ biến mức giá từ 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Khu cầm giang của tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay báo giá cao nhất là 53.000 đồng. Bắc Ninh có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Ở huyện Yên Phong và Lương Tài của tỉnh Bắc Ninh, mức giá bình quân từ 53 cho đến 54.000 đồng đối với heo đẹp heo xấu thì có mức giá thấp hơn từ 1 cho đến 3.000 đồng tùy loại. Trên địa bàn Hải Phòng có mức giá 51 cho đến 53.000 đồng. Hưng Yên trong ngày hôm nay, dòng heo áp siêu nhiều nơi báo giá 51.000 đồng. Heo siêu có mức giá 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Nam Định phổ biến mức giá 53.000 đồng trên 1 kg. Ở huyện ven biển Hải Hậu của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay, heo đẹp đã đạt mức giá 53.000 đồng. Ninh Bình cũng có mức giá 53.000 đồng trong ngày hôm nay. Thậm chí ở huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình có mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Đây là địa phương có mức giá cao nhất tỉnh. Vĩnh Phúc có mức giá bình quân từ 50 cho đến 52.000 đồng. vực sông lô của tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay báo giá 51.000 đồng. Hà Nam phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Khu vực Kim Bảng của tỉnh Hà Nam có hộ chăn nuôi báo giá 52 cho đến 53.000 đồng khu vực Thanh Liêm có mức giá thấp hơn, phổ biến 51 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình trong ngày hôm nay tiếp tục có xu hướng tăng với mức giá bình quân từ 52 cho đến 54.000 đồng. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 51 cho đến 52.000 đồng. Khu vực Đại Từ và thành phố Phổ Yên có hộ chăn nuôi báo giá 52.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Cuộc Tam Nông của tỉnh Phú Thọ các hộ chăn nuôi báo giá hôm nay là 51.000 đồng. Tuyên Quang 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg, đặc biệt ở khu Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang có mức giá 53.000 đồng. Bắc Cạn phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Quảng Ninh phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg, ở khu Đầm Hà của tỉnh Quảng Ninh, các hộ chăn nuôi báo giá bình quân từ 52 cho đến 54.000 đồng. Lạng Sơn 50 cho đến 53.000 đồng. Khu Lào Cai và Yên Bái trong ngày hôm nay cũng phổ biến từ 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Hà Giang 52.000 đồng. Cao Bằng trong ngày hôm nay có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Thuộc Hòa An báo giá 50.000 đồng. Trung Khánh báo giá 51.000 đồng trên 1 kg ở tỉnh Cao Bằng. Trong khi đó đối với tỉnh Bắc Giang trong ngày hôm nay, đối với lợn siêu báo giá 53.000 đồng áp siêu phổ biến mức giá 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vực Tây Bắc như Sơn La phổ biến mức giá 51 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Điện Biên trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Hòa Bình phổ biến 50 cho đến 51.000 đồng. Ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá cục Tân Lạc và Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình có mức giá bình quân 51.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay có nhiều khởi sắc, ghi nhận khu vực Gia Lai phổ biến mức giá 46 cho đến 50.000 đồng. Còn Tùm có mức giá 46 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong ngày hôm nay có xuống tăng thêm 1.000 đồng và đang giao động mức giá 47 cho đến 51.000 đồng. Lâm Đồng tăng 1.000 đồng, mức giá 47 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk với mức giá 46 cho đến 50.000 đồng. Các địa phương ở thị trường miền Nam ghi nhận Đồng Nai có mức giá 48 cho đến 52.000 đồng, Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến mức giá 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg, Bà Rịa Vũng Tàu 48 cho đến 51.000 đồng. Các địa phương khác như Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh trong ngày hôm nay phổ biến khung giá từ 48 cho đến 51.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ như Tiền Giang phổ biến mức giá 49 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Địa phương này trong ngày hôm nay tăng thêm 1.000 đồng. Long An cũng tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg và dao động mức giá 49 cho đến 53.000 đồng. Đây là một trong những khu vực có mức giá cao ở thị trường miền Tây hiện nay. Bến Tre có mức giá 49 cho đến 52.000 đồng, Trà Vinh 48, 50.000 đồng. Bạc Liêu phổ biến khung giá từ 49 cho đến 51.000 đồng. Các địa phương như Sóc Trăng, Vĩnh Long và An Giang trong ngày hôm nay có mức giá 49 cho đến 51.000 đồng. Cần Thơ phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp có mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Trong khi đó Cà Mau và Kiên Giang phổ biến mức giá 48 cho đến 51.000 đồng. Còn đối với một số địa phương ở cùng miền Trung theo ghi nhận trong ngày hôm nay, Thanh Hóa phổ biến mức giá 47 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An có mức giá 46 cho đến 50.000 đồng, các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phối mức giá 47 cho đến 50.000 đồng, trong khi đó Huế có mức giá nhỉnh hơn 48 cho đến 51.000 đồng trên 1kg. Đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ, Quảng Nam và Đà Nẵng vẫn ổn định ở mức giá 50 cho đến 52.000 đồng. Cuộc Quảng Ngãi có mức giá 48 cho đến 50.000 đồng trên 1kg, Phú Yên trong ngày hôm nay bình quân đạt 50.000 đồng khu vực Bình Định có mức giá 49 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa phối mức giá 49 cho đến 51.000 đồng, trong khi đó hai địa phương là Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến mức giá 48 cho đến 51.000 đồng trong ngày hôm nay. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.